thuyền lớn chưa kìa. Đứa chị thuyền của mình cũng giống vậy ha. Chị sẽ vui lắm nếu thuyền của mình cũng được như vậy. Vì khi sao đó... Sao vậy con? Vì nó trông đẹp hơn à? Con thuyền này đã đưa chúng ta qua nhiều sóng gió. Nhìn nó hơi bị khiêm tốn nhưng... có những thứ mà người ta không bao giờ có. Là cái gì? Gỗ mục và chuột hả? Bọn trẻ học được cái gì mới hả anh yêu? Anh cũng chưa rõ nữa. Được rồi, ngồi xuống đi con. Cha nghĩ bây giờ cha kể các con nghe chuyện về Aladdin, nàng công chúa và cả cây đèn. Cây đèn thì có gì đặc biệt ạ? Ồ, đây là một cây đèn thần nha. Nhưng cha phải hát nữa. Cha phải hát mới hấp dẫn. Không không, không hát đâu. Hôm nay cha bị mệt rồi. Cùng nghĩ đến một vùng đất nơi xa thật là xa, là đã đi qua đây đông rất đông. Ở nơi đó có sẽ thấy có biết bao điều tươi mới, tuy nó hỗn loạn nhưng lại là quê hương. Từ phương đông từ ngọn gió và phương tây mặt trời xa, bờ cát trắng thì lấp lánh muôn màu. Lại đây nào, cha kể con nghe. Chú Tâm đưa mình bay đi vào một bầu trời rực rỡ. Bạn đi qua từng con phố sẽ thấy phiên chợ đông vui, bao nhiêu xa hoa kia ở khắp nơi. Và sẽ nghe rất nhiều mùi, cứ như đi lạc trong mơ, như chiếc khăn tung bay trong gió đêm. Và rồi âm nhạc vang lên, tự như đi vào mấy khung chiều vang trong màn sương đêm xa mờ. Bạn sẽ muốn hòa mình trong những phút giây đẹp như mơ, vào một bầu trời rực rỡ. Bầu trời đêm lấp lánh, cũng vẫn giống như ngày đó. Có ánh sáng tỏa sáng, hơi nóng không hề tan, nhưng cũng mang nhiều niềm vui. Bầu trời đêm lấp lánh, có những giấc mơ bồng cháy, có những điều thần bí chôn giấu qua ngàn năm, không ai hay bao giờ. Lối đi về tươi sáng hay tối tăm là do trái tim mỗi con người nên kiên. Chỉ có trong nơi tối tăm hoặc tươi sáng cùng anh dương cuộc đời tương lai trong chính đôi bàn tay. Duy nhất một người được bước vào, người có phẩm cách lớn bên trong, một viên ngọc thô trong đá. Bầu trời đêm lấp lánh, trời đêm.